Chào mọi người, thì hàng Eura về đơn này là đợt trước lễ 2 tháng 9. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khui xem đợt này hãng về có cái gì mới không. Nó ghét em nha. Chắc em nghĩ vậy. Nó lẫn cái kẹp rồi. Cách nào đeo mà nó không rớt, dán keo lần thứ hai. Lô hàng Elora về cuối tháng 08 năm 2024 bao gồm 94 loại sản phẩm khác nhau, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thợ cơ khí và kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Điểm nhấn đầu tiên của lô hàng là các loại lục giác ngắn với kích thước 2mm và 3mm. Trong đó, lục giác 2mm phục vụ nhu cầu cao trong khu dân cư Vinhome Grand Park, quận 9, Thủ Đức. Nó được dùng để mở ốc thay pin khóa điện tử cửa căn hộ. Ngoài ra, bộ đầu nối cho cờ lê tự động với 4 chi tiết giúp dễ dàng tháo lắp các chi tiết máy, tăng cường tính linh hoạt khi sử dụng. Tiếp theo là bộ mũi khoét gồm 6 chi tiết với đường kính từ 6,3mm đến 20,5mm, thích hợp cho việc khoan cắt các vật liệu cứng như kim loại và gỗ. Đặc biệt, lô hàng còn bao gồm bộ mũi khoan inox với 19 mũi, có đường kính từ 10 đến 10mm, cùng với một bộ mũi khoan đa dạng hơn với 25 mũi, có đường kính từ 1 đến 13mm, cung cấp nhiều tùy chọn hơn cho các công việc khoan cắt chuyên sâu. Cần tự động đầu vuông 14 inch, dài 145mm là một trong những sản phẩm nổi bật của lô hàng, với thiết kế nhỏ gọn và độ bền cao, phù hợp cho các công việc yêu cầu thao tác nhanh gọn. Bộ cờ lê hai đầu miệng 10 món có kích thước từ 4mm đến 13mm, được sản xuất với chất liệu cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chống mài mòn vượt trội. Ngoài ra, Elora còn mang đến cho người dùng các công cụ đo lường, bao gồm thước xếp bằng gỗ sồi dài 2m, mang lại sự chắc chắn và độ bền khi sử dụng trong môi trường công nghiệp. Thước cuộn sợi thép với độ dài 3m và 8m là lựa chọn lý tưởng cho việc đo đạc các khoảng cách dài với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, các loại lục giác chữ thể với size 3mm và chiều dài lên đến 200mm sẽ giúp người dùng thao tác dễ dàng trong những không gian hẹp và khó tiếp cận. Trong lô hàng này, Elora cũng cung cấp các sản phẩm Compa kỹ thuật với độ mở ngàm lên đến 250mm và 500mm, ứng dụng cho các công việc đo lường và vẽ các chi tiết vòng tròn lớn. Ngoài ra, còn có nhiều bộ lục giác chữ L với số lượng cây khác nhau từ 9 cây đến 14 cây, kích thước đa dạng, phù hợp cho nhiều loại công việc khác nhau, từ việc vặn các ốc vít nhỏ đến xử lý các chi tiết cơ khí lớn. Các dụng cụ cơ khí khác trong lô hàng bao gồm bộ rũa cơ khí 5 món dài 200mm, được thiết kế để mài mòn và hoàn thiện bề mặt các chi tiết cơ khí một cách hiệu quả. Tua vít đầu tuýp lục giác 8mm và cờ lê lực mini với mô men xoắn từ 420nm là những công cụ không thể thiếu trong việc thao tác các ốc vít và bu lông một cách chính xác và an toàn. Đặc biệt, khối tạo từ và khử từ nam châm vĩnh cửu cùng các loại dao cạo bạc đạn từ 150mm đến 300mm sẽ hỗ trợ tối đa cho việc bảo trì và sửa chữa các thiết bị cơ khí. Lô hàng Elora cũng bao gồm các loại kìm mở phe, kìm bấm COS, tua vít và mỏ lết cán bọc nhựa. Tất cả đều được thiết kế với tính năng chống trượt, đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Đặc biệt, các sản phẩm dành cho thợ điện như bộ tua vít điện tử, mỏ lết và tua vít cách điện sẽ giúp người dùng thao tác an toàn trong các môi trường làm việc có điện áp cao. Bên cạnh đó, các công cụ như súng bơm mỡ bằng kim loại, kéo cắt sim lá, kéo cắt tôn và nhiều loại kìm bấm, cờ lê vòng đóng, đầu tuýp lục giác cũng có mặt trong lô hàng, đáp ứng mọi nhu cầu từ bảo dưỡng đến sửa chữa các thiết bị cơ khí. Cuối cùng, lô hàng Elora này còn bao gồm bộ tua vít, bộ đầu vít đa năng, dao gọt vỏ cáp cách điện 1000V và bộ cờ lê tự động đầu gật gù 8 cây. Tất cả đều được kết hợp hoàn hảo với tủ đồ nghề Elora, lưu trữ tiện lợi, giúp người dùng tối ưu hóa công việc và đạt hiệu suất cao trong công việc. Các sản phẩm đều sản xuất tại Đức,
độ bền cao và được các thợ cơ khí và kỹ thuật viên tin dùng. Direction of my
resurrection of mine.